So today I'm extremely honored to be invited to Bally Tech's company, and this is a company that manufacture uniform and many different textile products, and I'm with Mr. Nguyen Van Quy. How are you today? We're gonna learn more about Vietnamese manufacturing. Thank you. Take effing action, put it together, and subscribe to Tom Penn's channel on YouTube now. Yeah, I like it. It's crazy. So, Mr. Nguyen Van Quy, it's a pleasure to meet you today. Thank you. Mr. Quy, when did you start Bally Tech's company? Thì xuất phát điểm của Bally Tech là công ty Bally Tech là thành lập từ năm 2009. 2009. And what was the motivation to start a company here in Ninh Binh province in Vietnam? Nam Định. Okay. Xuất phát điểm của tôi là giáo viên dạy võ. Nhưng mà năm 2009 là quyết định là thành lập thương hiệu Bally Tech để chuyên làm gia công xuất khẩu, để xuất hàng vào các thị trường. Thì chúng tôi đã chính thức thành lập tại Yên Hồng, Ý Yên, Nam Định. And what are the challenges you had when you started the company? Thực ra là mục tiêu ban đầu ấy chỉ nghĩ đơn thuần là khi mà mở ra thương hiệu Bally Tech là ban đầu chỉ làm đồng phục học sinh thôi, làm uniform. Nhưng mà sau đó khi mà nó vào tham gia vào lĩnh vực may mặc thì thấy cái thị trường xuất khẩu là rất hấp dẫn. Cho nên là chính thức từ năm 2014 thì là Bally Tech quyết định xây dựng nhà xưởng và bắt đầu làm xuất nhập khẩu để xuất hàng vào thị trường Nhật là đầu tiên từ năm 2014. So Mr. Quy, what countries do you currently export to? Hiện nay là Bally Tech thì chính thức là xuất khẩu tới 80% lượng hàng của Bally Tech là xuất vào thị trường Nhật Bản, và chính thức làm là đến bây giờ là được hơn 10 năm. Ngoài thị trường Nhật Bản ra thì là chúng tôi còn làm cho thị trường Mỹ, thị trường Hàn Quốc và Đài Loan. Thì những thị trường này là những thị trường mà hiện nay là được Bally Tech đã chuyên sâu về lĩnh vực uniform, mà đặc biệt là thị trường Nhật Bản. Well, that's a lot of countries. What's your future vision for the company? How are you going to expand your export business? Thực ra mà nói thì trong 10 năm qua, Bally Tech là chủ yếu chính là làm gia công xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản hay là Mỹ, rồi làm cho Amazon, rồi các cái thị trường. Nhưng mà thực ra mà nói thì tại sao mà Bally Tech quyết định để làm mạnh lên hơn nữa là đặt mục tiêu trong những thời gian tới, Bally Tech quyết tâm để xây dựng được cái thương hiệu của Bally Tech và chính những cái dòng sản phẩm của Bally Tech nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam để kết hợp mà đẩy ra thị trường các nước trên thế giới. And what kind of customers, international customers, will find Bally Tech and place an order? Thực ra là trong suốt 10 năm qua là ban đầu Bally Tech là chỉ có một khách hàng, là khách hàng Kowa ở Nhật Bản. Sau khi đó, khi mà Bally Tech làm thì các khách hàng khác của Nhật thấy làm tốt thì bắt đầu tiếp tục các khách hàng khác, ví dụ như khách hàng của Mitsubishi là những cái tập đoàn lớn của Nhật, hay là Midori Yazen cũng là tập đoàn lớn, các thương hiệu quần áo lớn hay như Cocot, hay là như Aitot, hay là Tobo, là những cái thương hiệu lớn nổi tiếng của Nhật Bản, bắt đầu cứ từ từ là qua những cái kênh khách hàng giới thiệu đến Bally Tech. Can you describe your product lines? What kind of textile garment do you make? Thực ra mà nói là cái thế mạnh của Bally Tech trong suốt nhiều năm qua là có xác định và định hướng luôn là chuyên sâu vào uniform. Và cái thế mạnh của Bally Tech là sản xuất uniform. Thì hiện nay như đất nước Nhật Bản thì cái tỷ lệ mà cán bộ, công sở và các cái đơn vị, nhà máy là người ta mặc uniform rất nhiều. Và có thể là uniform nhưng nó là gần như là thời trang của uniform. And I can say after looking at the products that Bally Tech's company makes, they make very high quality uniforms. So if you're a hospital, if you're a company that need to make uniform, then you need to look into Bally Tech's company here in Vietnam. And Mr. Quy, what is your minimum MOQ? Like if I have a company and I need to make uniform, which I do, what is the minimum order, minimum number of units that you will accept? Thực ra mà nói thì về phía Bally Tech, nếu như nói về lĩnh vực uniform
đồng phục thì Balitech chủ yếu chính là làm các cái đơn hàng đặt vào thị trường Nhật, thì những cái đơn hàng nó khá ngắn, có thể 200-300 sản phẩm là một đơn hàng thì Balitech vẫn nhận, còn có thể là dưới 200 sản phẩm thì có thể là Balitech phải lấy những cái giá mà nó cao hơn, có thể gọi là mê mẫu. Well, I know where I'm gonna order our company uniform from now on, okay? And why did you join Alibaba.com? I know you're on Amazon before, but now you have joined Alibaba.com. Why did you do that? Thực ra mà nói thì sau suốt một thời gian mà Balitech mà đang sản xuất hàng cho Amazon rồi cho các thương hiệu của Nhật Bản, nhưng mà để dẫn đến Balitech mà kết hợp với Alibaba thì mục đích chính là Balitech mong muốn để sản xuất ra cái thương hiệu mà bằng chính của mình để cùng với lại Alibaba để quảng cáo, để bán ra các nước trên thế giới. And Mr. Cui, I think you're one of the most pioneering entrepreneur in Vietnam. You're thinking about online and you take online seriously. I think online is the future and you are at the forefront of that. So I think that's amazing. What is your 5-year plan? 5 years from now, how do you see Balitech's company? Thực ra là cái kế hoạch của Balitech trong những cái năm tới để mà kết hợp với lại Alibaba rồi Balitech để tiếp tục phát triển ra các nước trên thế giới, thì hiện nay là Balitech quyết tâm để mua một thương hiệu của BLTG của công ty Bali Tokyo của Nhật Bản, và hiện nay là Balitech là sẽ quyết tâm để làm sao xây dựng hai cái thương hiệu, một là thương hiệu Balitech, hai là thương hiệu BLTG của công ty Bali Tokyo của Nhật Bản. Đây là hai thương hiệu mà sẽ quyết tâm để đẩy ra thị trường cùng với Alibaba và nhờ Alibaba để giúp đỡ cho Balitech trong từ 1 cho đến 3 đến 5 năm nữa, thì hy vọng rằng cái thương hiệu của Balitech và thương hiệu của BLTG sẽ được nổi tiếng đi liền với lại Alibaba ra các nước trên thế giới. That's another example of how Mr. Cui, you know, think really ahead of our time, because he's trying to build two different brands. One is a high quality brand for golf and sport. It's called a Bali Tokyo and Golf. And he also has another brand called Balitex, which provide uniforms and volume textile manufacturing. I think that's really clever, and I assume that you'll be opening more Alibaba accounts in the future. So I really enjoy how our time together, and I'm gonna go look at your factory and see how we can help you in exporting more Vietnamese products around the world. Thay mặt cho Balitech cũng không biết như thế nào, nhưng thực sự là rất là cảm động với lại anh là người mà của Alibaba mà trong 2 ngày vừa qua đã về giúp tại nhà máy cho Balitech và đồng hành cùng với Balitech để làm sao mong muốn để Balitech và Alibaba để phục vụ được khách hàng ở các nước trên thế giới trong thời gian tới, và rất là cảm ơn anh. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.